Theo quy định đấy mọi người, thì trước khi khai mạc thì các đơn vị sẽ có thêm 5 phút để tune lại một lần cuối cái hệ thống của mình nhé. Bây giờ là đơn vị Hưng Đờn đang tune thiết bị band. Anh em ta biết là họ sẽ tune trống ra này, đàn guitar điện, đàn ọc lên các thiết bị nhé.
đắm đắm hoặc đường đang buồn dần lá rơi rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời như từ đây sau chẳng hạn nhớ anh em buồn vì em thì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ơi vì em muốn gặp nhau ngày nào đâu ta biết có những hận ghen những nơi làm chi yêu đâu có gì vàng tha rằng anh.